Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh VN 24 giờ. Nội dung hôm nay, máy bay chiến đấu F-16 đánh rơi vũ khí. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 45 chiều 16 tháng 5, đã gây ra một vụ hỏa hoạn không lớn lắm. Máy bay chiến đấu F-16 mang vũ khí đâm xuống nhà kho gần căn cứ không quân Mắt California, gây ra một đám cháy nhỏ. Phi công đẩy ghế thoát ra ngoài nhưng không rõ tình trạng của người này. Bức ảnh từ khu vực cho thấy một lỗ lớn trên nóc nhà kho. Thiếu tá Perry Covington nói với KABC TV rằng máy bay rơi ở cuối đường băng khi hạ cánh và không đâm vào bất kỳ tòa nhà nào. Các cảnh quay trên không từ phía trên nhà kho không cho thấy bất kỳ dấu vết nào của mảnh vỡ máy bay bên trong. Một mảnh của máy bay và một chiếc dù đã được nhìn thấy trên đường băng gần đó. Không có thương tích được báo cáo. Các nhân viên cứu hỏa ở quận Riverside, phía đông Los Angeles, đã yêu cầu một đội phản ứng xử lý vật liệu nguy hiểm đến hiện trường do chiếc máy bay đã được nạp đạn và các thùng nhiên liệu phụ bên ngoài. Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới movie. Nhớ like và share để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong movie kế tiếp.